Rồi, xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên, công ty ETC chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý khách hàng gần xa trên khắp mọi miền đất nước. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thiết bị có tên là máy đo nồng độ cồn trong dung dịch của hãng Carus Đức. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết tổng thể của từng thành phần trên máy, cũng như là lần lượt sẽ đến các thông số và các cái phương pháp đo cơ bản trên máy. Đó. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm chi tiết với lại cái thiết bị đo nồng độ cồn này. Trước tiên, đây là thông tin công ty ETC chúng tôi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lưu Duy, phụ trách phòng kỹ thuật cũng như là về các thiết bị trong công ty. Rồi. Đây là một thiết bị đo nồng độ cồn của hãng Carus các bạn nhé. Đây là hãng Carus, đấy, hãng Carus của Đức, tức là Germany, các bạn nhìn chữ Germany. Với thiết bị này thì người ta có thể đo nồng độ cồn cũng như là tỷ trọng trong các dung dịch của mẫu mình cần đo. Và với modem ngày hôm nay chúng ta đang giới thiệu, tôi xin giới thiệu bạn về quan sát. Đây là modem đó, là DS7800 các bạn nhé. Đấy, modem của ngày hôm nay là có tên là modem là DS7800 của hãng Carus. Giữa trung tâm màn hình chúng ta đang theo dõi đấy là thân máy chính. Đó, thân máy chính. Thân máy chính về chiếc thiết bị này thì có thể kết nối với phần mềm trên máy tính để chúng ta đo và lưu dữ liệu cũng như là làm các thao tác trên máy tính sẽ tiện lợi hơn và cho tốt hơn cho công việc nghiên cứu. Đó. Thì trên đây là máy chính này. Máy chính gồm hai phần. Thứ nhất là phần màn hình cảm ứng các bạn nhé. Đây là toàn bộ cái này là màn hình cảm ứng này. Đây là màn hình cảm ứng. Thì các cái màn hình này cho phép chúng ta thao tác đo cũng như là cài đặt các thông số, nhập method hay là các thứ khác trên máy. Và phần thứ hai trên máy đó là buồng đo. Các bạn nhìn cái phần trăng sáng màu giữa của cái màu nền xanh nhé. Là trời đấy là buồng đo, màu sáng ở trong. Buồng đo thì nó có trong đấy có thiết bị ổn nhiệt, chúng ta phải cài đặt nhiệt độ ổn định để trong quá trình đo mẫu sẽ giữ một nhiệt độ cố định thông thường trong môi trường nước hoặc một số môi trường nào đấy thì cũng có nhiệt độ đo nồng độ cồn như là trên cái nhiệt độ chuẩn là 20 độ C. Và bên tay phải của trên cái buồng mẫu là cái phần đưa mẫu vào. Đó, chúng ta có hai phần, nhất là một phần là đường thải, cái thứ hai là đường tiêm mẫu. Đây là đường tiêm mẫu chúng ta dùng xi lanh để bơm mẫu vào. Tôi đang bơm sẵn một nước uống chúng ta bình thường. Đó. Và tiếp theo là có phần sau là phần bơm lưu động các bạn nhé. Bơm này dùng để làm sấy khô cũng như là làm thổi bơm mẫu vào rồi rửa máy các thứ đấy. Rồi, trên này là cái bình nhựa đó, để cho ta đựng mẫu thải, làm mẫu thải. Tiếp theo là các cái xi lanh đi kèm để bơm mẫu, tiêm mẫu. Và có các hai bút cảm ứng để chúng ta cảm ứng trên cái màn hình ra. Đó. Về thông số của máy thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về thông số như sau. Máy cho phép kết nối với máy tính thông qua cái phần mềm của hãng các bạn nhé. Và chúng ta có thể thao tác chạy máy trên phần mềm. Trên đây là thông số kỹ thuật của máy, chúng ta sẽ nhìn được thông số đây. Đây là máy đo nồng độ cồn trong dung dịch, chúng ta nhìn ở đây nồng dung dịch. Tức là nó là một cái dạng tỷ trọng kế tự động với model là DS7800 của hãng Carus Đức. Đó. Về thông số kỹ thuật thì nó đáp ứng được các cái tiêu chuẩn chung đa số tất cả các tiêu chuẩn dùng trên thế giới, ví dụ như là ISO hoặc là ASTM hoặc là NIST đấy, hoặc là FDA đấy, rất nhiều cái tiêu chuẩn trên thế giới chúng ta đang dùng phổ cập. Thì máy này cho phép đo nhanh chóng với kết quả rất tin cậy, bộ phận nhiều các bộ phận khác nó có cho độ chính xác cao, kiểm soát được cái cập nhật của từng giây và có thể đo với thời gian cho người dùng cài đặt hoặc là tối ưu thời gian cho với các cái bộ mẫu tự động. Về màn hình cảm ứng 5,7 inch với độ phân giải cao cho chúng ta phép thao tác dễ dàng trên màn hình. Đó. Và có nhiều thông số khác, có thể lựa chọn nhiều các cái ngôn ngữ cũng như là các cái giá trị đo đấy, các cái vật liệu chống va trên máy thì là các vật liệu là chống ăn mòn hóa chất, và trên máy thì có hệ thống làm khô tự động hoặc bán tự động. Đó, đấy là các thông số cơ bản và nhiều thông số khác nữa. Thì ở trong thời gian qua nên chúng tôi cũng xin phép là nói
về các thông số chính thôi. Đấy, về thông số kỹ thuật của máy thì như sau. Đây là thông số kỹ thuật của máy, chúng ta nhìn đây, chúng ta có thể đo được cái tỉ trọng đơn vị là gram trên cm khối, hoặc là cái nồng độ phần trăm brix, hoặc là cái nồng độ phần trăm alcohol, tức là nồng độ cồn đấy, và các cái nồng độ khác. Thang đo thì là từ 0 đến 3 gram trên cm khối đó, và thể tích mẫu tia mẫu bằng tay thì tương đương với 0,9 ml đấy, tối đa nằm trong cái bồn mẫu. Nhiệt độ môi trường hoạt động là từ 10 đến 40 độ C, và nhiệt độ thang nhiệt độ là từ 10 đến 40 độ C, chúng ta có thể cài đặt được trong máy lên 40 độ C. Độ chính xác của nhiệt độ điều khiển là 0,02 độ C đó. Và chúng ta nhìn tiếp theo độ chính xác của máy là 0 cộng trừ 0,0001 gram trên cm khối các bạn nhé. Đấy, nhiệt độ chính xác của máy. Về cấu trúc của máy thì là tất cả cấu trúc là bằng khung aluminum rất bền, và có các cổng kết nối là USB hoặc là S232, hoặc là cổng kết nối Ethernet đó. Chạy điện bình thường từ 100-240V, trọng lượng là 5,3 kg. Đấy, trên cấu hình chúng tôi cung cấp thì bao gồm dưới là một máy chính với model là DS7800 với các cái ống chữ U và độ chính xác đến 0 cộng trừ 0.0001 gram trên cm khối. Trên đây thì có cái bộ phận làm khô với van hai chiều đấy, hai đường van các bạn nhé. Đấy, với các cái bộ ống tem lông để dùng tiêm mẫu cũng như là để rửa mẫu các thứ đó, rồi các cái vòi phun ống tiêm, rồi là các cái thành phần đi kèm. Đấy là phần hình chuẩn các bạn nhé, đấy là thành phần cấu hình chuẩn chúng tôi cung cấp đi kèm. Ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp thêm cái phần mềm kết nối tỉ trọng kế để kết nối máy tính, phần mềm option thêm các bạn nhé. Đó, rồi thì đấy là thông số của máy chính, chúng ta đã vừa nhìn tổng thể đấy là thông số máy chính. Thì bây giờ trên đây chúng ta quay trở lại với máy. Thì trên máy này là một máy đo rất nhanh các bạn nhé, đo nhanh. Thì với máy này tôi sẽ hoạt động trên máy như sau để các bạn nhìn thấy cái thao tác hoạt động đo mẫu của máy, đúng không ạ? Đấy, giờ nhá. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái mẫu này. Trên cái mẫu này là tôi đã bơm mẫu vào đây, chúng ta nhìn này. Một đây chúng tôi bơm một mẫu nước thường, nước uống của chúng ta đấy. Đây, bây giờ chúng ta nhìn đây, đây là cái xin anh tiêm mẫu vào này. Đấy, dùng là xin anh tiêm mẫu vào, và đây là đường vào, đây là đường ra. Đây, đường ra chúng ta nhìn đây là đường vào mũi tên này. Đấy, đường vào trong bồn mẫu, xong rồi đi qua cái đường đi lại để là vào đường nước thải, đúng không? Đấy, chúng ta đây là đường mẫu, tôi bơm một ít mẫu trong đấy rồi. Đây là chúng ta nhìn thấy cái điểm nước này. Đấy, điểm nước tí tôi bơm mẫu vào, đường nó sẽ chạy sang bên tay phải để sang đường thải, các bạn nhìn nhé. Bơm thêm này. Đó. Đấy, các bạn nhìn cái điểm nước ở giữa tay tôi đây này. Đấy, đấy. Rồi, nhìn nhá. Đấy, đó, thấy chưa? Đấy, đấy. Đấy, tôi bơm thêm mẫu vào, đúng không? Khi mẫu vào thì chúng ta bơm mẫu vào để nhìn thấy đường mẫu ra bên đây, cũng nghĩa là chúng ta biết là mẫu đã lấp đầy ở trong cái bồn đo này. Và bây giờ khi mẫu vào thông thường thì chúng ta sẽ để một vài phút để cho nó ổn định cái nhiệt độ của mẫu khi nó nào đi vào trong cái bồn đo mẫu trong máy này. Thì lúc đó ta cho kết quả chúng ta là chính xác nhé. Và bây giờ chúng ta thì để giảm chút thời gian, chúng ta sẽ đo luôn. Đấy, vì đáng là phải chờ vài phút, nhưng mà chúng ta sẽ đo luôn thì nó sẽ bớt thời gian đi, ngắn đi. Đó. Và trên máy màn hình cảm ứng chúng ta đây này, đây là màn hình giao diện khi mà chúng ta quá trình đo. Thì trên đây có hệ thống là cài đặt system method để lập các cái phép đo. Đấy, và đây là cái phần kết quả. Ở trên đây có phần hai phần hiển thị. Thứ nhất là phần hiển thị cái nồng độ cồn, tức là đơn vị phần trăm. Đấy, chúng ta nhìn đến volt phần trăm đó. Thứ hai là cái tỉ trọng của cái dung dịch chúng ta cần đo. Đấy, đây là hai cái kết quả hiển thị trên màn hình. Và cái cột bên tay phải chúng ta nhìn đây là biểu tượng, đây là có cái bình tam giác đó. Bình giác này chúng ta nên đây là bình mẫu, đây là dạng mẫu. Chúng ta đây biểu tượng để chúng ta đo. Đấy, bấm vào đây chúng ta đo mẫu. Ở đây là chúng ta để in kết quả. Tiếp theo là các cái biểu tượng tiếp theo là các cái phần để làm thao tác trên máy. Đó. Thì trên mẫu này chúng ta sẽ đo như sau. Đây là một mẫu nước uống, cho nên là trong tỷ trọng chung của nước bình thường chúng ta nó là 1 gram trên cm khối, và nồng độ cồn trong nước là 0%. Đấy, đây là chúng ta vừa đo rồi nhé. Tôi sẽ bấm lại để chúng ta nhìn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhìn trên đây là trên màn hình cũng như là trên phần mềm trên máy tính giống hệt nhau các bạn nhé. Thao tác giống y như nhau,
nó chỉ khác nhau trên máy tính, ta có thể lấy được kết quả dễ dàng hơn và lưu lại trên máy tính để phục vụ cho công việc nghiên cứu. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục lại bấm vào cái phím đo. Đây, chúng ta này vào mẫu này, mẫu đang chúng ta nhỉ nhé, mẫu đang nằm trong vùng đo rồi, chúng ta bấm vào đây đó, chúng ta bấm chưa khỏe, chúng ta bấm vào đây từ nào đó. Khi mà nó ẩn cái các cái ba màu của cái bình tam giác đi thì lúc đấy là máy đang đo, máy đã nhận cái lệnh đo. Do tôi vừa bấm nhẹ quá nên nó không ăn luôn. Khi nó đo thì chúng ta nhìn thấy có cái dấu chấm 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 nó chạy này. Đấy, thì lúc đấy là gì, trên màn hình phần mềm máy tính cũng thế. Đấy, chúng ta vẫn nhìn thấy cái chấm chấm nó nhảy nhảy trên máy mình máy tính các bạn nhé. Đó, trên mình máy tính, đây máy tính nhé. Rồi và trên màn hình máy chính thì chúng ta nhìn trên đây thì trong quá trình đo nó sẽ chạy theo cái thời gian mà mình cài đặt. Đây tôi đang đặt là 60 giây tương đương 1 phút ở ổn định. Đấy, tức là nó sẽ trong cái thời gian đấy nó sẽ nó đo trong vòng 60 giây và nó sẽ lấy kết quả. Đó. Chúng ta có thể cài đặt lâu hơn bởi vì là để cho mẫu nó ổn định để đo kết quả chính xác hơn, ta thì cài đặt thời gian khoảng 4 đến 6 phút. Đấy, những ngắn thời gian tôi sẽ cài trong cái máy là 1 phút để chúng ta đỡ mất thời gian chờ. Đó. Đấy, bây giờ khi ta nhìn khi nó đo xong ra kết quả, nó nhìn đến lúc đấy màn hình sẽ nổi sáng màu lên, cái biểu tượng ba cái nó bình tam giác này sẽ nổi sáng màu đỏ vàng xanh lên. Đó, nó sáng, các cái biểu tượng này sẽ sáng lên, có nghĩa là lúc đấy nó ra kết quả, kết quả của nước chúng ta đang là 0.00% nồng độ cồn, tức là không có cái nồng độ cồn trong cái mẫu nước của chúng ta, và tỷ trọng của nước chúng ta bằng 1. Đấy, đặc trưng của nước là tỷ trọng bằng 1. Cái tỷ trọng của mỗi chất nó có một cái tỷ trọng khác nhau. Đó. Trên phần mềm cũng thế. Đó, chúng ta nhìn đấy, trên phần mềm cũng hiển thị là 0.00% nồng độ cồn và 1 gram trên cm khối tỷ trọng của cái dung dịch nước chúng ta đang đo. Đây là các biểu tượng đo. Đó. Và trên đây chúng ta nhìn, đây thầy mình cũng đi ECC thôi. Đó. Chúng ta nhìn đây phần mềm trên máy tính đây, cũng giao diện trên phần mềm trên máy tính giống như là giao diện ở trên cái màn hình điều khiển của máy chính. Đấy, chúng ta nhìn đó. Đấy. Ngoài ra khi chúng ta lựa chọn thêm phần mềm kết nối máy tính thì sẽ có một cái USB, tức là một cái key, cái này nó chứa cái mã key để mở khóa phần mềm, nó giống như cái chìa khóa nhà chúng ta đấy, chúng ta phải có chìa khóa mới mở được cái phần mềm đấy. Thì cái USB này chính là cái key, nó không phải USB chứa dữ liệu mà nó chính là cái chứa cái mã để mở cái phần mềm chạy với lại cái máy phân tích của chúng ta này. Đó. Thì trên máy này có một số các phụ kiện đi kèm, xin anh to lại nhỏ để chúng ta hút tiêu mẫu vào đó, và có cái mấy cái đầu van bịt, mấy cái đầu bịt này để bịt các cái đầu bơm lưu động. Trên đây chúng ta có cái bơm lưu động này, đây chúng ta nhìn thấy bơm này mục đích là gì? Thứ nhất là chúng ta có thể rửa mẫu, chúng ta làm xong có thể là cho cái bơm, dùng cái bơm này để chúng ta cắm vào hai cái đầu này và rửa cái đường buồng mẫu ở trong này. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể dùng nó để sấy khô, nó sẽ bơm không khí vào để sấy khô cái độ ẩm ở trong cái buồng mẫu này sau khi chúng ta rửa. Đó. À, chúng ta nhìn đấy, đây là tổng thể của thiết bị. Rồi, có lẽ là chúng ta cũng nhìn vậy thôi đúng không? Về các cái phần mềm cũng như là cái hoạt động và tôi giới thiệu thông số tổng thể của máy, như vậy chúng ta cũng đủ nắm để thông tin về máy rồi. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến công ty ETC Việt Nam. Địa chỉ văn phòng của tôi là tầng 19 tòa nhà Nam Cường, km số 4 đường Tô Hữu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là hai số điện thoại cố định trên công ty, cũng như là các bạn có thể gọi đến các số cố định là 02433121690 và 02433121692. Và ngoài ra các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho tôi là Lương Đức Duy, số cầm tay là 0912666611 để được tư vấn cũng như được hỗ trợ tốt nhất về các cái cấu hình khi chúng ta lựa chọn thiết bị. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email dukduy@etc.vietnam.com.vn hoặc truy cập vào website www.etcvietnam.com.vn để tham khảo các thiết bị khác. Các bạn đấy, đây là các thông tin chi tiết về số điện thoại cũng như địa chỉ email liên hệ như nào. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp tôi khi cần tư vấn cũng như là để mua sắm các thiết bị đo phân tích này. Đấy, ngoài ra chúng tôi còn có nhiều thiết bị khác để cung cấp tới các bạn. Đó, các bạn có thể gọi trực tiếp tôi để tư vấn và được lựa chọn các thiết bị. Đó, đây là hãng Carus của Đức, đây các bạn nhìn Germany.
tôi nhắc lại, đây là thiết bị đo nồng độ cồn trong các mẫu dung dịch các bạn nhé. Đó, rồi thôi nhỉ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo dõi cái video giới thiệu sản phẩm về máy đo nồng độ cồn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong các cái video thiết bị khác.